hôm nay rất mong vợ chị em và quý vị chúng con thêm lặng để chúng ta theo dõi hành trình lịch sử của ơn cứu độ chúng ta. Và qua cái buổi diễn nghĩa này, ước mong để lại một chút gì đó tâm tình trong đời sống đức tin của mọi người chúng ta, làm cho cuộc sống của chúng ta ngày mỗi trở thành những chức yêu của Chúa, luôn loan báo tình mình của Chúa như các thi thờ cũng như các cuộc đồng mà Chúa gọi đến để ca tụng Chúa hài lòng. Và giờ đây chúng ta thực làm cùng với một nhà có tay rất lớn để động viên cho các chị sư và nói của chúng ta. Thì là cái điều kiện của họ là cái tình chúng ta chuẩn bị được không? Trái cây trong vườn chúng tôi được ăn chỉ trừ cây
tôi bảo đảm với chị, nếu mà chị ăn vào, chị sẽ biết hết mọi sự như Thiên Chúa và còn giống như Chúa nữa đấy. Thiên Chúa hả? Có thật không bắt rắn? Thật mà, không tin chị cứ thử xem. Đời sống lương lý, đạo đức suy giảm,
cho con nhìn thấy tình yêu của Ngài và hứa sẽ ban đấng cứu độ để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Rừng giữa lịch sử quốc gia hôm nay, chúng ta sẽ bắt gặp một gương mặt rất nổi bật trong lịch sử cứu độ, đó là tổ phụ Abraham, một mẫu mực về lòng tin, về sự hiến dâng và gắn bó với Thiên Chúa. Cùng với Abraham, chúng ta cũng được mời gọi đọc lại lịch sử đời mình để thấy được thế thật yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thank you.
Thank you.
với người thương sinh dân, mẹ đã đón nhận thánh ý Thiên Chúa với lòng kính thánh. Người này mà trời và đất giao hòa, mẹ chính là Eva mới, mở đầu cho một giấc mới, một cộng đoàn đức tin. Theo gương mẹ Maria, xin Chúa cho chúng ta luôn biết nói lời xin vâng thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, để chúng ta được lớn lên trong đức tin và biết phó thác cuộc đời tương lai của mình trong vòng tay yêu thương của Chúa. Lời xin vâng cũng là lời mở đầu cho một chuỗi xin vâng trong cuộc đời. Từ nay, mẹ Maria bắt đầu sống mọi nhiệm vụ dân và phó thác, mà khởi đầu là việc trở về nguyên quán. La la la, toàn dân nghe đây. Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ tất cả các ngươi, già trẻ lớn bé đều phải trở về nguyên quán mà khai tên tuổi. Ai trái lệnh sẽ bị nghiêm trị. La la la. Maria, chúng ta phải trở về nguyên quán của anh ở Nazareth. Em thấy thế nào? Lệnh hoàng đế đã ban, chúng ta phải thi hành thôi, Môi-se à. Nhưng sức khỏe của em không được tốt, và sắp đến ngày con trẻ chào đời rồi. Hôm sau đây, Môi-se, em tin rằng Thiên Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta. Mình thu xếp rồi đi nhanh, Môi-se à. Đi lên trong những ngày này thật đông đúc, người người tấp nập. Khi hai ông bà đang ở đó, thì Maria đã đến ngày mãn nguyện khai hoa. Không có chỗ trọ, họ phải gõ cửa nhiều ngày, nhưng tất cả đều từ chối. Mình thử gõ cửa căn nhà cuối cùng khi đi đi xe. Ai đấy? Mời vào. À, chào ông bà. Phòng trọ của chúng tôi ở đây rất là thoáng mát, và giá cả là 700 nữa. Ông bà muốn thuê phòng phải không ạ? Dạ, chúng tôi chỉ xin ở nhờ một đêm thôi à. Cái gì? Chỗ của chúng tôi chỉ cho mướn, cho thuê, chứ đâu có mà cho ở nhà, ở tạm. Thôi, hết phòng rồi. À, mời ông bà vào. Còn không? À không, hết phòng rồi. Thật mát, làm ơn đi cho. Chỗ người ta làm ăn mà cứ đứng nơi đấy. Đi thôi, đi xe. Ngày kia có bài hay đá, chúng ta cứ tạm ở đấy cũng được. Rồi họ ra bên lầm lũi, người ta từ chối nhau, và dĩ nhiên họ cũng từ chối cả con Thiên Chúa. Giữa đêm đông lạnh giá, giữa lúc con người cuộn tròn trong những chiếc chăn ấm ích kỷ, thì con Thiên Chúa đã ra đời.
còn có những người vô tình hoặc cố ý từ chối con Thiên Chúa. Vì Chúa Giê-xu đã dùng chính sự đau khổ của mình để thay đổi thế giới, thay đổi con người. Giờ đây, hòa chung tâm tình với giáo hội, chúng ta cùng hân hoan mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mọi người cảm nhận được tình yêu của Chúa, được bình an và biết yêu thương.
Như Chính Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em rất thân mến. Đối với người Kitô hữu chúng ta, đêm nay là đêm cực thánh. Chúng ta mừng ngôi hai Thiên Chúa giáng trần và ở cùng chúng ta để cứu độ chúng ta. Mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm của tình yêu cao cả, một tình yêu chia sẻ, một tình yêu quan phòng. Trong thánh lễ đêm hôm nay, tất cả chúng ta cùng xin Chúa hài lòng khi ngự đến ở giữa trần gian, người mang bình an, người mang niềm vui, người mang hạnh phúc đến cho muôn dân. Xin cho tất cả mọi người, cách tiên là những người Kitô hữu, biết yêu thương nhau và biết yêu thương tất cả mọi người. Đêm này cũng là đêm mà đại gia đình họ Gia Định chúng ta bắt đầu 3 năm chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 150 năm họ Gia Định chúng ta hiện diện trên vùng đất Gia Định thân yêu này vào năm 2017. Với những tâm tình đó, chúng ta cùng thành tâm xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Thank you.
chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thanh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được màu nhiệm giáng sinh soi dẫn, mai sau cũng được cùng con một Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isai, đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt. Như người ta hiện hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, ngài đều bẻ gãy. Như trong ngày chiến thắng quân Madian, vì mọi giày lính lệnh xuống rần rần, và mọi áp đoàn đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Hôm nay
Augusto ra chiếu chủ, truyền kiểm tra dân số trong tất cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà hai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nazareth, miền Galilee, lên thành vua David, gọi là Bethlehem, miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó thay tên cùng với bà Maria, là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tá bọc con, rồi đặt nằm trong má cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy, có những người chăn chiên trống ngoài đồng và thức đêm canh những đàn vật. Bóng Chúa Thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏ chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng Chúa Thần bảo họ: anh em đừng sợ. Này, tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ trơ trinh bọc áo nằm trong má cỏ. Bóng có đạo binh Thiên Quốc đông đảo hợp với thanh. Chữ thần rất tiếng tung hô Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, chúng con ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, có lẽ trong suốt năm phục vụ chúng ta đều được nói nghe nói đi nói lại về Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng mà đặc biệt ở trong đêm Giáng sinh này, khi mà chúng ta kỷ niệm, tưởng nhớ mầu nhiệm Chúa Giáng sinh, thì tình yêu của Thiên Chúa được đề cập một cách rất là đặc biệt. Năm nay, giáo hội mời gọi chúng ta tân phúc âm hóa giáo xứ và cộng đoàn thánh hiến. Ở đây thưa anh chị em ngồi ở trong khuôn viên nhà thờ này, tôi muốn gợi lại một vài điểm để chúng ta cùng suy nghĩ. Khi chúng ta bắt đầu 3 năm chuẩn bị cho đại lễ mừng 150 năm họ gia đình hiện diện trên vùng đất gia đình thân yêu này, và năm 1867 cha An Tôn Võ Ngọc Trim, lúc đó là cha Sở Thị Ngà, thưa anh chị em, một cái buổi chiều ngày dẫn mấy em giúp lễ đi dọc theo rạch Cầu Bông, chỗ rạch Thị Nghè đi qua tới Cầu Bông, ngài thấy ở đó có một số chiếc ghe, chiếc thuyền, trên đó có nhiều người, người lớn, trẻ em đông lắm. Ngài mới đi lại, ngài hỏi thăm: anh em ở đâu tới đây? Những người đó là những người có đạo, nên thưa cha Sở, chúng con là những người ở miền Đông, ở trên Biên Hòa, ở trên Tân Triều, rồi ở vùng đất đỏ, cả ở trên Lái Thiêu, trên Búng. Chúng con gặp nhiều khó khăn quá, mà chúng nghe nói ở vùng đất gia đình này là cái chốn có thể nương thân được, cho nên chúng con đã bỏ nhà cửa ruộng vườn quê hương để đi đến đây. Họ đậu những cái chiếc ghe ở bên chỗ cái Cầu Bông bây giờ để anh xem. Thế cha Tim biết là những người Kitô hữu đang lánh nạn, thì ngài mới khuyên nhủ họ, động viên an ủi họ, và sau đó ngài xây một cái nhà nguyện nhỏ ngay chỗ chân Cầu Bông bây giờ đó. Đó là cái nhóm Kitô hữu đầu tiên hình thành cái họ gia đình này, là tổ tiên, là ông bà của chúng ta, thưa anh chị em. 147 năm qua, đại gia đình, họ gia đình chúng ta sống với sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Từ một cái nhóm lưu dân nhỏ như vậy, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, khó khăn, thử thách, gian nan, nhưng mà ông bà tổ tiên chúng ta vẫn giữ vững niềm tin và sống theo gương của cộng đoàn Kitô hữu thời giáo hội sơ khai ở Jerusalem, yêu thương nhau, đùm bọc nhau, nâng đỡ nhau, và để cho những người mà chưa có đạo, những người lương đó thấy rằng, họ nói rằng
những người có đạo họ thương nhau biết chừng nào. Và từ 147 năm qua, từ một cộng đoàn nhỏ bé 10 gia đình, 20 gia đình, bây giờ cộng đoàn Dân Chúa Gia Định chúng ta là 2.000 gia đình trên trên, với số giáo dân sắp xỉ 10.000 người. Cho nên chúng ta thấy sự quân phòng của Chúa rất kỳ diệu, và sự quân phòng đó luôn luôn gọi là nâng đỡ cộng đoàn Dân Chúa Gia Định này. Quân phòng có nghĩa là Thiên Chúa là một người cha, người dẫn đến chúng ta, nhưng người không bỏ rơi chúng ta, nhưng mà rồi người theo dõi, chăm sóc chúng ta từng ly từng tí, như cha và mẹ của chúng ta chăm sóc chúng ta từ nhỏ cho tới khi trưởng thành. Cho nên giáo hội mời gọi chúng ta trong năm nay nè, đặc biệt năm nay, chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình, coi chúng ta đã thờ phượng Chúa như thế nào, coi chúng ta đã làm tròn trách nhiệm đã lãnh nhận trước mặt Chúa chưa. Trách nhiệm là một người mục tử củng cố đức tin cho anh chị em mình, trách nhiệm của người cha người mẹ phải giáo dục đức tin cho con cái, phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con cái học giáo lý, tham dự thánh lễ, bởi vì đó là cái phương tiện, cái phương thế mà giáo hội gửi đến để giúp cho chúng ta, giúp cho con cái của mình nó giữ vững đức tin trong cái xã hội có nhiều cái thử thách. Và cuối cùng đó là xét mình về đức mến. Chúa dạy chúng ta phải yêu thương mọi người. Thế chúng ta đã sống đức yêu thương như thế nào? Giữa chúng ta với nhau, những người có niềm tin, và đối với tất cả mọi người khác, Chúa dạy chúng ta yêu thương mọi người, không có trừ một ai, thưa anh chị em. Trong thánh lễ đêm hôm nay, tôi muốn gợi lại một vài điểm đó để chúng ta cùng suy nghĩ, cùng chấn chỉnh lại nếu chúng ta chưa làm tốt những gì Chúa dạy và những gì Hội Thánh mong muốn. Chúng ta ước mong trong đêm nay, đáng lẽ là đêm mọi người trên thế giới được hưởng bình an, thế nhưng trong thực tế, thưa anh chị em, nơi này nơi khác vẫn còn chiến tranh, vẫn còn khủng bố, vẫn còn tàn sát, vẫn còn bạo lực. Vì thế chúng ta sẽ hiệp ý với ca đoàn, chúng ta cùng hát bài, một bài rất quen thuộc, để xin Chúa ban cho thế giới được hòa bình, để xin Chúa ban cho tất cả mọi người yêu thương nhau.
Anh chị em thân mến, trong đêm hồng phúc này, Thiên Chúa đã cho con một yêu quý của người xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Trong niềm vui mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta cùng tha thiết nguyện cầu. Khi xuống thế làm người, Chúa hài lòng đã đến với nhân loại trong cả túng thiếu nghèo nàn. Chúng ta thì lời cầu xin cho những kẻ đối rách cơ bần, nhận được sự giúp đỡ thắm được tình bác ái yêu thương trong đêm thánh này. Xin Chúa nhắc nhớ chúng con. Khi xuống thế làm người, Chúa hài lòng đã điều thử thách trong đề. Chúng ta hiểu lời cầu xin Chúa nên đỡ những ai tuyệt vọng và củng cố niềm tin cho những người đang gặp khó khăn trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Xin Chúa nhắc nhớ chúng ta. Lạy Chúa từ bi nhân hậu, khi ban con một yêu quý để cứu chuộc nhân loại, Chúa đã nói cho chúng con biết tình yêu kỳ diệu nơi con tim người cha dành cho con cái mình. Vì thế chúng con này xin Chúa đối thương đón nhận những lời khẩn cầu tha thiết phát xuất từ con tim của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là anh thầy sẽ đi đâu vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này và nhớ đến thầy. Đây đi là hồng nhiên đứng tin. Lời Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chiều trên, cho tới khi Chúa đến. Điền dây lấy Chúa khi kinh nhớ con Chúa chiều chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phong sư Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, Đức Kitô toàn hội thánh trong tương lai, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quy tụ chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho tay được hòa hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Chính Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse, ban chấm âm của Đức Chính Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh lý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin anh chị em rước lễ theo sự hướng dẫn của ban phục vụ. Xin
Trước tiên,
chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa cho thánh lễ đêm hôm nay rất trang nghiêm và sốc sắng, tuy có hơi trục trặc một chút vì thời tiết không có thuận lợi. Và tôi cũng rất cảm ơn anh chị em đã rất bình tĩnh và kiên nhẫn. Tiếp đến, chúng tôi xin thay mặt cho cộng đoàn dân Chúa họ gia đình cảm ơn tất cả các cấp chính quyền, các vị lãnh đạo đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi cử hành lễ đêm hôm nay thật là tốt đẹp. Cách riêng, chúng tôi cảm ơn anh em công an, an ninh, dân phòng, phường đội đã giữ gìn trật tự thật là tốt cho buổi lễ hôm nay. Tôi cũng cảm ơn tất cả các tu sĩ đã rất là vất vả trong việc tập luyện cho các em trong hoàn cảnh Giáng sinh. Và tôi cũng hết lòng cảm ơn các ông trong ban gọi là bảo trì nhà thờ, ban khánh tiết, ban trang trí và tất cả mọi người đã tham gia hết lòng để giúp cho trang trí, cho cái khuôn viên nhà thờ, cho trong nhà thờ, cho khuôn viên nhà thờ rất là đẹp, rất là tốt. Tôi cũng cảm ơn tất cả các ca viên đã cố gắng hết mình tập hát rất là mất giờ, cũng vất vả, và trong thánh lễ đã cố gắng giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên tới Chúa. Tôi cũng cảm ơn và cũng cảm ơn tất cả nhóm giúp lễ. Chúng con giúp các cha rất nhiều. Dù chúng con có những anh lớn thì cũng không còn trực tiếp trong hội giúp lễ, nhưng mà vẫn tập hợp mỗi khi có việc cần để giúp đỡ công việc chung. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Thì thay mặt cho các cha đồng tế, xin chúc tất cả anh chị em, tất cả các tu sĩ, nam nữ, tất cả ông bà, anh chị em, tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, tràn đầy bình an của Chúa, và một năm mới sắp đến cũng được mọi điều như ý. Cộng đoàn chúng ta cùng vỗ tay mừng Chúa hài đồng. Và sau đây chúng ta đứng lên để nhận phép lành trọng thể của cha sản. Chưa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, nhờ mầu nhiệm ngôi hai nhập thể và giáng trần, Thiên Chúa Cha vô cùng nhân hậu đã đẩy lui bóng tối đang che phủ trần gian và làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Giờ đây xin người cũng phá tan mây mù tội lỗi đang che phủ lòng trí anh chị em và làm cho anh chị em được rạng ngời nhân đức. Amen. Thiên Chúa đã sai thiên thần đến báo cho các mục đồng biết tin vui trong đây là đấng cứu thế đã giáng trần. Giờ đây xin người ban cho lòng trí anh chị em được tràn đầy hoan lạc và làm cho anh chị em trở nên những sứ giả tin mừng. Amen. Nhờ mầu nhiệm ngôi hai nhập thể, Thiên Chúa đã làm cho trời đất được giao hòa. Xin người ban cho anh chị em và tất cả những ai thành tâm thiền chi đều hưởng phúc bình an và tình thương của người, và mai sau được chung hưởng gia nghiệp với cộng đoàn chư thánh trên trời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen.
Bây giờ chúng ta sẽ kêu Chúa Hài Đồng trở về hang đá trước nhà cha sở. Ban xuống an bình cho những ai